Lúc trước con thường niệm Phật A Di Đà và Quán Thế Âm, nhưng sau khi nghe những bài giảng của sư thì con không còn như trước nữa. Con đã thực hành niệm hơi thở như sư chỉ dạy và đã có tác dụng. Nhưng nay ba con lâm bệnh nặng, có thể không qua khỏi. Con chỉ biết cầu Quán Thế Âm giúp ba con chỉ, cần những lời dạy của sư. Thưa quý vị đó. Vì chờ sư tí xíu để sư cập nhật lên cái câu hỏi. Thưa quý vị, khi mà gia đình quyến thuộc của chúng ta bị bệnh ấy, và thậm chí là có thể không qua khỏi, thì y như cái câu trả lời trước của sư, có những khi mà gia đình chúng ta mà người bệnh mà ngặt nghèo quá đó, nếu như mà họ đã từng tu tập cái pháp môn nào, ví dụ như quán niệm hơi thở, ví dụ như rải tâm từ, thì chúng ta có thể hướng dẫn họ. Mà nếu như mà kẹt quá đó, họ không bình thường, họ không có tu gì hết ấy, thì chúng ta nên hướng họ nghĩ tưởng đến ân đức của Đức Phật, nghĩ tưởng ân đức của chánh pháp, nghĩ tưởng ân đức của chư tăng. Như là trường hợp bà Sứt Bá Hoa Sa đó, bà nghĩ bà niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng một cách ngắn gọn như thế này: Đức Phật là một vị đã giác ngộ, Đức Thế Tôn không còn những cái đau đớn như thế này nữa, cho nên con xin nương tựa Đức Thế Tôn để con thoát khỏi những đau đớn như thế này. Chánh pháp là những cái phương thuốc dạy cho con thoát khỏi những cái đau đớn như thế này, cho nên con xin nương tựa pháp để con thoát khỏi những đau đớn như thế này. Tăng đoàn là những vị tỳ kheo thánh tăng thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn để thoát khỏi những đau đớn như thế này, cho nên con xin nương tựa tăng đoàn để con thoát khỏi những đau đớn như thế này. Niết bàn là nơi không còn những đau đớn như thế này nữa đó, cho nên con nghĩ tưởng đến niết bàn để con thoát khỏi những đau đớn như thế này. Đó là sự niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm niết bàn một cách ngắn gọn mà bà Sứt Bá Hoa Sa đã thực hiện khi mà bà đau quá mà bà nghĩ là bà sắp chết đó. Và sư đã kể nhiều lần rồi, sư đã kể nhiều lần rồi, và nếu như quý vị có theo dõi thì quý vị cũng đã biết đó, là có trường hợp sư hộ niệm, nếu sư hộ niệm một người bệnh bị tai nạn giao thông, bệnh mà gần chết, vì đó hấp hối rồi chưa tăng đến là không có nói được nữa, còn nghe được nhưng không còn nói được nữa, sắp chết rồi, thì khi đó sư mới nói đó, sư nói chú nhỏ nhẹ nè, bây giờ có nghe cái gì, có thấy cái gì thì cũng đừng sợ nữa ha, không đừng có lo lắng gì hết, đừng lo lắng gì hết, nương tựa Đức Phật, nương tựa Đức Phật, nương tựa Đức Phật, nương tựa chánh pháp, nương tựa chư tăng. Chư tăng luôn luôn ở kế bên chú, chư tăng không có bỏ chú đâu, chư tăng luôn ở kế bên chú. Và khi đó sư đem một cái y vai trái mà cũ sư xả bỏ đó, sư lấy sư đắp cho chú với cái tác dụng là để cho chú tăng thêm cái niềm tin, tăng thêm niềm tin đó đến tăng bảo. Và khi sư đắp như sư nói: nhớ chư tăng không có bỏ chú tăng lúc nào cũng ở bên chú hết, nương tựa Đức Phật, nương tựa chánh pháp, nương tựa chư tăng, nhớ nhớ như vậy. Thì chú nói không được nhưng mà chú chảy nước mắt, chú khóc. Và khi mà sư đi á, thì người nhà nói là khi mà chư tăng vừa đi khuất lên xe đi rồi đó, vừa mới đi đó, thì chú có cái hình Phật mà treo ở ở trên, chú nằm mà thì ở treo trước mặt chú á, treo trước mặt chú, nhìn lên từng Phật, chú nhìn lên hình Phật, chú nhìn lên xong rồi giống như là một người buồn ngủ, một người buồn ngủ mà không thể cưỡng được cơn buồn ngủ, chứ cứ díu cặp mắt xuống, và cứ thế khi mà chú nhắm cặp, chú gượng hết nổi rồi chú nhắm mắt, và thế là chú chút hơi thở cuối cùng, một cái chết phải nói là rất là đẹp. Thậm chí sư trong bụng sư là sư cũng có một chút xíu là ao ước, mai mốt mà mình chết được đẹp như vậy thì
là cũng ngon lành đấy. Tại vì khi một người mà chết được như thế đó, thì cái khả năng họ đi lên rất là cao. Tại vì sao? Họ chết trong cái sự không sợ hãi, chết trong cái sự nương tựa nơi Đức Phật. Đấy. Thì trong trường hợp của quý vị đó, thì sư đề nghị nó nói nương tựa Đức Phật, nương tựa chánh pháp, nương tựa chư tăng. Và có một vị sư á, có một vị sư cũng năm truyền, thì vị sư đó lại nói, lại hướng dẫn Phật tử cũng một cách khác, nhưng mà nó cũng giống y chang như vậy. Có nghĩa là nói là nhắc tới cái người bệnh á, người bệnh sắp chết rồi, nhắc họ nhớ niệm ba câu này thôi: con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Cứ niệm liên tục như vậy: con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Thì sư thấy cái hình chụp mà cuối cùng á, hình chụp cuối cùng của người bệnh á, là khi mà vị đó đang chắp tay như thế này, chắp tay lên trên đầu. Và cái sư không nhớ là người nhà đó mới nói là cái người đó ra đi rất là thanh thản. Và với sư thì hai cái trường hợp, một trường hợp của sư và hai là trường hợp của vị sư kia, là hai trường hợp hộ niệm thành công. Người bệnh, thứ nhất là khi mà họ bệnh như vậy, họ nương tựa nơi Tam Bảo, thì họ không còn có cái sự lo sợ nữa. Thứ hai là nếu như mà khi họ chết á, thì cái khả năng đi lên của họ vẫn rất là cao, bởi vì họ chết trong cái sự nương tựa nơi Tam Bảo và họ chết trong cái sự không có hoảng loạn. Sư không khuyến khích, thậm chí quý vị nói sư phản cảm thì cũng được, sư không khuyến khích cái chuyện mà quý vị mở một cái máy hộ niệm, mở cái máy hộ niệm mà quý vị ra rã bên cái lỗ tai. Theo sư thấy không có tác dụng. Tại vì khi mà một cái âm thanh gì đó mà chúng ta mở cái ra rã bên lỗ tai riết như vậy đó, chúng ta sẽ lờn. Có nghĩa là cái âm thanh đó nó là cái gì đó, nó chúng ta không còn quan tâm nó nữa. Đó. Và thậm chí là có đôi khi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sự chánh niệm của chúng ta. Cho nên bản thân chúng ta nghĩ tưởng đến Đức Phật, nghĩ tưởng đến chánh pháp, nghĩ tưởng đến chư tăng, hoặc là nương tựa nơi Phật, nương tựa nơi pháp, nương tựa nơi tăng vẫn tốt hơn là chúng ta nhờ một cái máy nào đó ghi ra rã bên lỗ tai của chúng ta. Thì sư trả lời xong câu hỏi.